Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ dọn đường đưa Đài Loan lên vị thế mới khiến cho Tập Cận Bình và Tàu Cộng tức giận. Với đạo luật sáng kiến bảo vệ và tăng cường quốc tế đồng minh Đài Loan, viết tắt là Taipei ACT, Mỹ chính thức dọn đường đưa Đài Loan lên vị thế mới. Trong đạo luật mới này có một nội dung là cung cấp vũ khí cho Đài Loan nhằm giúp quốc gia này ứng phó trước các mối đe dọa hiện hữu và tương lai từ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Trong những thập niên qua, kể từ lúc Mỹ đặt đại sứ quán tại Bắc Kinh 1979, Mỹ vẫn luôn bảo đảm cho Đài Loan về sức mạnh phòng thủ quân sự, nhưng về mạng lưới ngoại giao thì Đài Loan tự chèo chống. Do sức ép từ phía nhà cầm quyền Bắc Kinh mà nhiều nước cắt đứt bang giao chính trị với Đài Loan. Hiện nay chỉ còn vỏn vẹn 15 nước, trong đó có Thánh Quốc Vatican. Cũng chính vì Vatican vẫn kiên quyết giữ bang giao với Đài Loan mà Bắc Kinh làm khó dễ các hoạt động của tín hữu Công giáo tại Đại Lục. Gần đây, Đức Giáo Hoàng Francis có những nỗ lực thương thảo với Bắc Kinh. Nhiều người chỉ trích nhưng họ quên rằng dù Bắc Kinh o ép thì Vatican vẫn thiết lập đại sứ quán tại Đài Bắc. Phải công nhận Đài Loan có một ý chí kiên cường, đáng phục. Gặp phải sự bao vây ngoại giao cỡ vậy, chính phủ nước khác dễ bị mất tinh thần hay suy sụp, nhưng Đài Loan vẫn vững vàng. Hơn nữa còn khôn khéo duy trì và phát triển các mối bang giao giữa thương mại toàn cầu. Ngay như khối G7, mỗi nước trong G7 đều đặt văn phòng thương mại tại Đài Bắc. Nền kinh tế Đài Loan vẫn vươn lên mạnh mẽ và được xem là một con rồng của châu Á. Nay với đạo luật Taipei ACT, Mỹ chính thức hỗ trợ Đài Loan trên chính trường toàn cầu. Mỹ tăng cường hiện diện ngoại giao tại những nước ủng hộ Đài Loan và giảm dần mức độ bắt tay với những nước ủng hộ Bắc Kinh để chống Đài Loan. Mỹ tăng cường hoặc giảm xuống chấm dứt viện trợ đối với nước dựa vào việc những nước có cải thiện hoặc giảm bớt cắt đứt ngoại giao với Đài Loan. Những nước nào cắt đứt ngoại giao với Đài Loan sẽ gặp phải những rủi ro từ phía Mỹ trong vấn đề viện trợ. Mỹ chính thức hậu thuẫn cho Đài Loan tham gia vào các tổ chức định chế quốc tế với tư cách thành viên chính thức lẫn tư cách quan sát viên. Những tổ chức định chế quốc tế nào làm khó dễ đối với Đài Loan có gặp phải những phản ứng tích cực từ phía Mỹ trong tương lai sắp tới. Có thể thấy với Taipei ACT, Hoa Kỳ đã dọn đường để cho Đài Loan trở nên ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên chính trường quốc tế. Mỹ khuyến khích các nước đặt ngoại giao với Đài Loan và bất chấp sức ép của Bắc Kinh qua việc Mỹ viện trợ cho những quốc gia nào hảo hữu với Đài Loan. Khi nào Mỹ mở lại đại sứ quán tại Đài Bắc? Khi nào Mỹ vận động trả lại vị thế cho Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan tại Liên Hợp Quốc? Đây chỉ là vấn đề chọn lựa thời điểm thích hợp mà thôi. Bàn cờ thế giới đang xoay chuyển mạnh. Lô hàng 450.000 bộ đồ bảo hộ được xuất khẩu nhanh từ Việt Nam sang Mỹ đang trở thành đề tài tranh luận trong cộng đồng người Việt về công trạng thực sự là của ai trong việc tiếp ứng thiết bị y tế cho nước Mỹ giữa đại dịch. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế lại nhìn thấy đây là bước khởi đầu của cơ hội ngàn năm có một để quốc gia Đông Nam Á thoát khỏi chiếc bóng của người láng giềng khổng lồ lâu nay đã kìm kẹp mọi lĩnh vực của Việt Nam. Lô hàng thiết bị bảo hộ đầu tiên do công ty DuPont của Mỹ tại Việt Nam sản xuất và được dịch vụ FitX chuyển nhanh về Mỹ hôm 8 tháng 4 dưới sự hỗ trợ cấp phép thủ tục của Việt Nam đã trở thành sự kiện gây chú ý khi Tổng thống Hoa Kỳ trực tiếp đề cập đến và cảm ơn các bên liên quan. Sáng 9 tháng 4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tweet cảm ơn những người bạn Việt Nam, thì một số trang mạng và Facebooker nhanh chóng loan tin là Việt Nam viện trợ đồ bảo hộ y tế cho Mỹ. Tuy nhiên, trên trang web của Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho thấy 450.000 bộ đồ bảo hộ
Tibet mà Tổng thống Mỹ đề cập là lô hàng đầu tiên nằm trong đơn hàng 4,5 triệu bộ mà SSS đã đặt hàng từ tập đoàn DuPont sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam. Bản tin trên web của SSS đã cho thấy chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn DuPont vận chuyển nguyên liệu đến hàng tuần bằng đường không và xuất đi kịp thời. Như thế, những tin có nội dung rằng lô hàng 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế trên đây là hàng của chính phủ Việt Nam viện trợ, hàm ý biếu tặng cho Mỹ đều là tin giả. Rất nhiều người chưng hửng vì bị lừa khi đọc những dòng giật tít mạnh trên báo chí Việt Nam, thậm chí là cả trên VTV1. Một Facebook thốt lên, thời sự VTV1 đã đưa tin Việt Nam hỗ trợ 450.000 bộ áo bảo hộ y tế, chẳng lẽ VTV đưa tin giả? Câu trả lời ở đây là chính cách đưa tin lập lờ của báo chí Việt Nam đã đánh lừa độc giả và gây nên một làn sóng lan truyền kiểu ngạo nghễ quá Việt Nam ơi. Nhưng quả bóng này nhanh chóng bị xì hơi. Ở góc độ khác thì thông tin thật và đáng chú ý là Tổng thống Mỹ Donald Trump có ngỏ lời cảm ơn Việt Nam với dùng tweet sáng và đưa tin 450.000 bộ đồ bảo hộ dẫn đến Dallas, Texas. Điều này đã trở thành hiện thực nhờ sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp tuyệt vời của Mỹ, DuPont và FedEx, cùng với những người bạn Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn. Cũng nói về nỗ lực này, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Christenbrink tuyên bố chuyến hàng này sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống dịch virus Vũ Hán tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam. Và trên sự kiện ấy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng có lời phát biểu trên tinh thần hợp tác quốc tế về phòng chống dịch virus Vũ Hán. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh công tác chuyển giao sản xuất và xuất khẩu các trang thiết bị y tế, vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam cho các quốc gia có nhu cầu, trong đó có Mỹ. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Mỹ cũng đang quan tâm hợp tác với các đối tác Việt Nam trong việc sản xuất các trang phục bảo hộ y tế và khẩu trang theo chuẩn N95. Vụ tin giả lại khiến cho một nhà kinh tế liên tưởng đến đại cục quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ theo một ý tưởng khác. Từ California, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng Việt Nam đã sáng suốt hơn Trung Quốc khi hai bên đứng trước tình huống tương tự như nhau. Đó là trong bối cảnh các công ty của Mỹ tại hai quốc gia châu Á đều đang nỗ lực hết sức để sản xuất và cung cấp khẩn cấp các vật tư thiết bị y tế đang khan hiếm trở lại nước Mỹ, nơi đang chứng kiến số lượng người nhiễm bệnh và tử vong vì dịch virus Vũ Hán tăng lên hàng ngày. Thế nhưng các công ty sản xuất trang bị bảo hộ hàng đầu của Mỹ như 3M, Honeywell nói rằng Bắc Kinh đã cấm họ không được xuất khẩu các sản phẩm mà họ sản xuất tại Trung Quốc ra bên ngoài, dẫn đến việc Tòa Bạch Ốc xem xét khởi kiện Trung Quốc về hành động tích trữ đồ bảo hộ giữa lúc cả thế giới, trong đó có nước Mỹ đang có nhu cầu khẩn cấp để cứu người giữa đại dịch. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thông tin từ Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Hoa Kỳ, thì lô hàng đầu tiên với 450.000 bộ đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu đã được bang Texas của Mỹ rất nhanh vào ngày 8 tháng 4 là nhờ sự hợp tác của hai công ty Hoa Kỳ cũng như sự hỗ trợ của những người bạn Việt Nam. Tức là có hai cách giải quyết khác nhau, cách của Trung Quốc và cách của Việt Nam. Và tôi cho rằng cách của Việt Nam là sáng suốt, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định với phóng viên như vậy. Ông giải thích, thứ nhất, nó phù hợp với quy luật kinh doanh làm ăn buôn bán với nhau. Thứ hai, cho thấy chế độ tại Hà Nội hiện nay tử tế và không lưu manh như chế độ của Cộng sản Trung Quốc. Bài học rút ra ở đây là đừng sai lầm như Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là một cơ hội, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói, nếu như lãnh đạo Hà Nội phân tích những sai lầm của Bắc Kinh để không phạm vào những sai lầm đó thì tôi cho rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải công khai hóa mọi dữ kiện để cho thấy thống kê và cách nhận định tình hình của chúng tôi là khả tín. Kinh tế gia đang sống tại Mỹ nói trong bối cảnh cả thế giới đang rất hoài nghi về độ tin cậy thông tin và dữ liệu vốn luôn luôn tốt của các chế độ độc tài,
thì Hà Nội nên khai thác cơ hội này để chứng minh cho các nước thấy Việt Nam không phải như vậy. Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa, khi làm được như thế, Việt Nam sẽ đạt được những thắng lợi về mặt ngoại giao trong lúc đang chịu nhiều tổn thất về kinh tế do dịch bệnh gây ra. Nếu thắng lợi về ngoại giao do đó mà được thế giới đối chiếu so sánh với trường hợp đầy khả nghi và quá lưu manh của Bắc Kinh, thì tôi cho rằng đây là điều có lợi cho Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói. Cùng chung nhận định với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế Phạm Chí Lan, nguyên thành viên ban nghiên cứu của chính phủ Việt Nam, cho rằng thời điểm cả thế giới đang đối đầu với dịch virus Vũ Hán lại là cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam để xem xét, đánh giá và cấu trúc lại mối quan hệ thương mại kinh tế với các nước, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng. Đây là cơ hội lớn mà Việt Nam cần phải nắm bắt, vì nếu không nắm bắt được cơ hội lần này mà để nó tuột đi thì không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể thay đổi được tình trạng lệ thuộc vào Trung Cộng của mình, nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam nói với VOA. Theo bà Phạm Chi Lan, qua đại dịch này Hà Nội đã tỉnh hơn, thấy rõ hơn và thấy đau hơn về tất cả những tệ hại do tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc lâu nay, mặc dù trước nay vẫn nhận thức được những hệ lụy của tình trạng này. Trước đây dù Việt Nam có muốn nhưng các đối tác khác mà Việt Nam muốn lôi kéo vào lại chưa sẵn sàng thì chưa được. Nhưng lần này qua dịch cúm thì hầu hết các nước trên thế giới đều nhìn rõ ra vấn đề của họ trong quan hệ với Trung Quốc, bà Phạm Chí Lan nói. Cả hai chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định rằng Việt Nam chắc chắn sẽ gặp khó khăn và buộc phải đánh đổi trong thời gian tới khi quyết định chọn đi theo hướng thoát Trung. Nhưng nếu lãnh đạo nhìn xa hơn một chút thì đây là một cơ hội để cho Việt Nam dần dần thoát ra khỏi cái gọi là nền kinh tế quá lệ thuộc vào Trung Cộng về đủ mọi mặt, từ nguồn nước bị chặn đứng gây ra những khó khăn cho đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nguyên liệu phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc, cho đến bài toán có nên xuất khẩu gạo hay không hiện nay, theo kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Tuy nhiên, kinh tế gia ở Mỹ cho rằng tình hình nhiều nước trên thế giới đang xem xét lại chuỗi cung ứng toàn cầu của Trung Quốc để điều chỉnh lại chính sách đầu tư, và một thực tế diễn ra không chỉ trong thời gian ngắn mà sẽ kéo dài trong khoảng vài năm. Theo ông, quãng thời gian có đủ để cho Việt Nam chuẩn bị để trở thành một trong những lựa chọn của các nước trong việc tìm nguồn thay thế Trung Quốc, nếu Hà Nội đưa ra được những quyết định đúng đắn ngay từ thời điểm này. Lời khuyên cho Việt Nam là cần hy sinh tăng trưởng và phải xây dựng nội lực. Bà Phạm Chi Lan cho biết trong đề xuất mới đối với chính phủ Việt Nam, bà nói rằng Hà Nội nên chấp nhận giảm tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn để có thể phát triển bền vững hơn, trong đó có việc tập trung để phát triển nội lực. Lấy thí dụ ngành dệt may của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan cho rằng Việt Nam đã mải miết làm gia công cho Trung Cộng trong suốt 30 năm qua mà không phát triển ngành công nghiệp phụ trợ được để cho quốc gia láng giềng hưởng lợi phần lớn. Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam nghe thì to, gần 20 tỷ đô la, nhưng trên thực tế Việt Nam có được hưởng bao nhiêu đâu, chỉ 10-15% trên giá trị gia công ở khâu may thôi, còn tất cả các khâu nguyên phụ liệu đầu vào phụ thuộc tất cả vào Trung Quốc, bà Phạm Chi Lan giải thích thêm. Cựu cố vấn kinh tế của chính phủ Việt Nam cho biết bà đã kiến nghị với chính phủ đương nhiệm tại Việt Nam về việc tăng cường thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế với quốc gia trong các hiệp ước thương mại tự do FTI quan trọng như CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, và EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu Việt Nam, để có thể cùng các nước thành viên thực hiện mục tiêu chung là giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Cộng. Tất nhiên không thể kỳ vọng Việt Nam thay thế hoàn toàn được Trung Cộng, không một nền kinh tế nào đủ sức mạnh thay thế hoàn toàn Trung Cộng. Việt Nam năm nay là chủ tịch của ASEAN thì nên đề xuất với các nước ASEAN một sáng kiến là cùng nhau xây dựng một số phần mới của chuỗi cung ứng thay thế một phần nguồn cung của Trung Cộng. Đấy là cách mà lợi cho tất cả các bên liên quan. Ngoài ra, bà Phạm Chi Lan, Việt Nam cần phải xem xét đánh giá lại những tác động từ dịch virus Vũ Hán để tái cơ cấu tất cả các ngành kinh tế,
Chuyên gia này đưa ra ví dụ là ngành du lịch. Bà nói Việt Nam đã để cho du lịch phụ thuộc quá nhiều vào du khách của Trung Cộng, nên khi Trung Quốc bị dịch bệnh, ngay lập tức ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch của Việt Nam, kéo theo tổn thất của ngành hàng không và tất cả các ngành du lịch khác. Việc đa dạng hóa các đối tác, không để tất cả trứng vào một giỏ thì phải áp dụng với tất cả các ngành ở Việt Nam. Bởi vì vừa qua nhìn lại thì thấy hầu hết như ngành nào cũng bị vấn đề lệ thuộc vào Trung Quốc, hoặc xuất khẩu hoặc nhập khẩu, và từ đó gặp khó khăn. Bà Phạm Chi Lan cho rằng từ sự kiện 450.000 bộ đồ bảo hộ được xuất đi nhanh chóng sang Mỹ cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề thủ tục trong vòng 48 giờ, đồng nghĩa với việc chấm dứt tình trạng bôi trơn, vốn là một trong những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. Muốn hay không thì Việt Nam cũng sẽ phải làm trong vòng một vài năm nữa. Trong tình huống như bây giờ thì rất nên phát huy những cách như Việt Nam đã làm với DuPont và PIX để cho các lô hàng đi được nhanh chóng, đến được nhanh nguyên liệu đầu vào và được đầu ra, và đi được nhanh sản phẩm đầu ra. Chuyên gia kinh tế của Việt Nam đề nghị thêm. Qua đây, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng học hỏi được sự năng động của hình thức kinh tế thị trường đầy đủ, đa phương hóa, giảm thiểu phụ thuộc Trung Quốc về mọi mặt, và chấm dứt mô hình định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đau khổ như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường ca tụng, vì nó sẽ dẫn người dân đi vào ngõ cụt, không lối thoát. Im lặng trước tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chấp nhận đau thương tiếp diễn, tuyên truyền tra tấn, tống cổ và bất cứ các nhà bất đồng chính kiến vào trại giam. Chúng ta đang mô tả về Trung Quốc trong những năm 1960 hay Trung Quốc ngày nay? Câu hỏi trên có lẽ không còn mấy quan trọng đối với hàng triệu người dân Trung Quốc đã bị nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình bắt làm con tin. Ông Tập Cận Bình đã giành được vị thế là một trong những kẻ tàn ác khét tiếng nhất lịch sử, ngay cả trước khi để cho virus Vũ Hán chủng mới tàn phá đất nước. Dù đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông giờ đã tiến hóa thành đại cất cánh của Tập Cận Bình, nhưng các công cụ tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thay đổi. Ngày nay, người bất đồng chính kiến là bác sĩ, luật sư và xe tăng, phương tiện đàn áp của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ngày nào giờ đã được thay thế bằng mối đe dọa thầm lặng và tinh vi hơn. Vài ngày qua, tôi đã có may mắn được tiếp chuyện với nhiều nhà hoạt động nhân quyền dám chấp nhận mọi rủi ro để phơi bày trò chơi quyền lực mới nhất của chế độ Bắc Kinh. Tất cả họ đều nhất trí cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ rất sớm đã biết virus Vũ Hán chủng mới có đặc tính lây nhiễm cao và nguy hiểm, nhưng Đảng đã lựa chọn nói dối về con virus chết người này. Sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến nay đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng và đặt mạng sống của hàng triệu người khác vào vòng nguy hiểm. Theo mốc thời gian do gia sư cao cung cấp tại trang chinachang.org vào ngày 21 tháng 1, Nhà cầm quyền Cộng sản Hồ Bắc vẫn tiếp xúc tiến tổ chức mừng Tết Nguyên đán. Các lãnh đạo Cộng sản của Trung Quốc đã tụ họp tại thành phố Vũ Hán để thưởng thức các lễ hội. Nhiều người trong số 40 diễn viên đã bị sốt rồi nhưng vẫn phải trình diễn trong gala này. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 1, sau khi đảm bảo các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ấn tượng với lễ mừng Tết Nguyên đán, chính quyền tỉnh Hồ Bắc mới ban hành phản ứng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng cấp độ 2. Tuy nhiên, thực tế dịch đã càn quét tỉnh này từ lâu trước đó. Cộng đồng thế giới sau này phát hiện rằng các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đợi tới 51 ngày mới phát đi cảnh báo cho công chúng về dịch virus Vũ Hán chủng mới. Vẫn biết chế độ Bắc Kinh nổi tiếng bất chấp mọi thủ đoạn miễn nắm chắc được quyền lực, nhưng thật không thể chấp nhận được khi bây giờ, dù phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch thứ hai, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn kiên trì sử dụng đàn áp kiểm duyệt có hệ thống những kẻ côn đồ táo tợn nhằm kiểm soát thông tin của dịch bệnh. Luật sư nhân quyền Trung Quốc Jiang Gang Chen đã kể với tôi về không khí hỗn loạn và hăm dọa bao quanh các luật sư đại diện cho nạn nhân virus Vũ Hán. Nhiều người nỗ lực lên tiếng đã bị bỏ tù và tra tấn, trong khi những người khác bị mật vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhũng nhiễu và đe dọa phải rút lui.
Chính việc những người biết rõ nhất về nguồn gốc của đại dịch bị chế độ Bắc Kinh quấy rối đã phơi bày sự thiếu tin cậy trong những câu chuyện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền về dịch bệnh. Tuy nhiên, tiến sĩ Zheng Zhizhang, chủ tịch kiêm sáng lập của Tổ chức Sáng kiến Quyền lực Công dân cho Trung Quốc, cỗ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có mức độ ảnh hưởng đáng kinh ngạc, đặc biệt đối với giới trẻ. May thay, bên ngoài Trung Quốc đại lục, một thế hệ những nhà hoạt động nhân quyền mới đang nỗ lực vạch trần tội ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Nhà hoạt động Hồng Kông và cũng như Tổng thư ký của Đảng Demosito Vong, Sot Hua Vong đã chỉ rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền họ là người bảo vệ sức khỏe toàn cầu. Sot Hua Vong đã chỉ trích những nỗ lực ngoại giao khẩu trang lố bịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây. Do Hua nói với chúng tôi rằng lợi ích của Bắc Kinh chà đạp lên sức mạnh của người dân Hồng Kông, nhà hoạt động trẻ đánh giá tin giả mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lan truyền đã làm tăng thêm khó khăn cho việc ứng phó với đại dịch virus corona. Trong khi đó, nhà hoạt động Kin Min Chen vừa mới được ra tù cho rằng Hồng Kông là nơi mà hầu hết người dân thà chết vì virus Vũ Hán còn hơn bước chân vào bệnh viện và chuốc lấy rủi ro. Tại những địa phương khác, bên trong Trung Quốc đại lục, sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cho người dân gần như không thể nói thật về căn nguyên của đại dịch virus Vũ Hán. Nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ Rustan Abbas đã nói với tôi về sự tương đồng đáng ngại giữa cách Bắc Kinh xử lý virus Vũ Hán với những nỗ lực tiếp diễn của chế độ này trong việc đàn áp người bất đồng chính kiến ở Tân Cương. Một nhà hoạt động của chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng nói với tôi rằng các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành thục việc bắt giữ người bất đồng chính kiến dưới vỏ bọc thực thi các quy định giãn cách xã hội. Tất cả những điều mà những nhà hoạt động nói nghe đều có vẻ quen thuộc, bởi vì thực chất câu chuyện chế độ Cộng sản Trung Quốc thất bại trong xử lý virus corona chính là câu chuyện thất bại của bản thân ý thức hệ Cộng sản chủ nghĩa. Lớp vỏ bề ngoài bảo vệ những tên bạo chúa của chế độ Bắc Kinh đã bị lột ra và phơi bày rõ về nhà cầm quyền bất hợp pháp đang sống sót nhờ vào sự coi thường mạng sống của người dân. Chúng ta lựa chọn im lặng và đồng nghĩa với việc chấp nhận sự đau thương tiếp diễn. Nếu chúng ta phớt lờ tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chúng ta đã chấp nhận nền kinh tế toàn cầu và hàng triệu sinh mạng đang gặp rủi ro. Nước Mỹ, thành phố chiếu sáng trên đỉnh đồi, là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới, không chỉ cho sự sống của nhân loại mà còn cho một kỷ nguyên mới dung thứ đối với chủ nghĩa chuyên quyền được đặt trong cạm bẫy ngoại giao. Chúng tôi không được thất bại bởi vì, như một nhà hoạt động đã nói với tôi, niềm hy vọng là thứ duy nhất mà chúng ta có. Đại hội đảng cấp cơ sở rất quan trọng để duy trì một chế độ. Đúng như vậy, nhưng chưa đáp ứng được thực tế chuyển đổi kinh tế sang thị trường. Việc chậm cải cách thể chế đang gây cản trở cho sự phát triển thịnh vượng dân chủ. Cải cách chính quyền cơ sở thực sự là vấn đề cấp thiết và thách thức. Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được ban hành từ giữa năm 2019. Theo đó, kế hoạch thời gian tiến hành đại hội chi bộ hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm 2020 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán lan rộng trên thế giới và Việt Nam đang thực thi chỉ thị 16 về giãn cách xã hội nhằm để đối phó với sự lây lan của cộng đồng, ngày 7 tháng 4, Ban Bí thư đã chỉ đạo về việc tạm hoãn. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng đại hội đảng cấp cơ sở trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở địa phương, một mạng lưới rộng khắp đất nước cấu thành bộ máy đảng toàn trị. Một bộ máy hành chính tập quyền theo hệ tư tưởng Cộng sản đòi hỏi tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh từ cấp trên và kiểm soát chặt chẽ dân chúng tới từng hộ gia đình. Ngoài ra, vị trí và vai trò của chính quyền cơ sở là rất quan trọng, bởi vì diễn tả theo ngôn ngữ chính trị, đó là nơi thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng trong thực tế cuộc sống.
Trong suốt quá trình đổi mới, một số nội dung quy chế bất động chính quyền cơ sở được chỉnh sửa, chẳng hạn như một quy chế dân chủ cơ sở, nhưng đại hội đảng cấp cơ sở nơi thể hiện bản chất của chế độ vẫn là quy trình để hình thành bộ máy cai trị của đảng ở địa phương. Tuy nhiên, việc chuyển sang kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi sự thay đổi phù hợp từ cơ chế tập trung sang thị trường như thế nào để phát triển. Đảng đưa ra khái niệm thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để kiềm chế sự bất kham của thị trường hay duy trì chế độ với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, những chính sách được cụ thể hóa như thế nào ở cấp cơ sở. Nền tảng kinh tế đang thay đổi mạnh mẽ ở địa phương, đặc biệt là ở nông thôn Việt Nam với gần 70% dân số sinh sống. Kinh tế hợp tác xã kiểu cũ được thành lập duy ý chí và đã hoàn toàn sụp đổ, trong khi kiểu mới chưa hoặc không thể định hình tự nhiên. Tự nguyện kinh tế, hộ gia đình và trang trại tư nhân được mở rộng khiến cho tạo ra sản phẩm nông nghiệp đa dạng, phong phú, không chỉ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống mà phục vụ nhu cầu thị trường trong nước, mà đã vươn tới một số thị trường quốc tế, kể cả các thị trường đòi hỏi nông sản với chất lượng cao hơn. Nhu cầu dịch vụ kinh tế hàng hóa nông thôn như phản ánh với dây chuyền đang nhanh chóng đáp ứng, từ phân bón, thuốc trừ sâu, con giống đến máy móc, nông cụ và cơ sở chế biến tự phát hình thành, tiêu thụ điện năng tăng lên và đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu để tăng sản lượng và chất lượng. Khi có nhu cầu nhập dư giả, cuộc sống sinh hoạt của người dân được cải thiện đã kích thích nhu cầu tiêu dùng. Các quan hệ xã hội như kết quả của quá trình chuyển đổi cũng đang thay đổi nhanh theo hướng thị trường thay vì xã hội chủ nghĩa như đảng muốn. Tiêu chuẩn giá trị ngày càng được nhìn nhận có ý nghĩa hơn trong quan hệ làng xã dòng họ, thậm chí quan hệ dòng họ huyết thống được phát huy để củng cố quyền lực cho chính quyền cơ sở, từ đó lợi ích nhóm cục bộ được hình thành và ngay từ cơ sở làng xã. Tình trạng tham nhũng của đội ngũ cán bộ đảng viên, phân hóa giàu nghèo, bất công, tệ nạn xã hội và những bất ổn khác nảy sinh và ngày càng gay gắt hơn. Nền tảng chính trị ở cơ sở đã thay đổi và chính quyền địa phương đã không theo kịp với thực tế chuyển đổi kinh tế sang thị trường. Đảng cấp cơ sở lãnh đạo toàn diện hành chính, kinh tế, xã hội ở địa phương và nông thôn như thế nào, giải pháp hiệu quả và bền vững nào kiểm soát được quyền lực, chống tham nhũng và quan chức địa phương, và nhiều câu hỏi khác nữa được đặt ra cho Đại hội Đảng cấp cơ sở. Xin nêu hai tình huống điển hình liên quan đến xung đột đến đỉnh điểm liên quan đến đất đai để soi xét và bàn luận. Vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng ở nhiều năm trước, từ việc khai phá đất lấn biển, hộ gia đình người nông dân nghèo phát triển thành cơ sở nông trại tư nhân, nhưng bản năng họ quyết giữ mảnh đất thiêng được gây dựng bằng mồ hôi và tài sản của gia đình. Quan niệm về sở hữu đất đai không rõ ràng nguồn gốc tạo ra ứng xử chính quyền bằng bạo lực. Bản án tù luôn là công cụ mà chính quyền dùng để sử dụng đối với người dân yếu thế. Vụ Đồng Tâm liệu sẽ là một vụ đại án hình sự xuất phát từ tranh chấp gần đây về đất đai, đất của làng Đồng Xanh hay đất quốc phòng? Sân bay Miếu Môn đã bị đẩy lên đỉnh điểm bạo lực, dẫn đến án mạng nghiêm trọng, gây kinh hoàng trong dư luận và thu hút sự chú ý của cả một số tổ chức quốc tế đối với cái chết thương tâm của cụ Lê Đình Kình, người đảng viên có thâm niên hơn 50 năm tuổi đảng và bộ cán bộ công an viên thi hành công vụ trong cuộc tập kích rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020 vừa qua vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Hoài Đức, Hà Nội. Cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với người dân làng tưởng như một lối thoát dân chủ cho tranh chấp đất đai không phản ánh bản chất của chế độ, chính quyền địa phương. Phía sau của vụ việc có thể được chính quyền nhìn nhận là mầm mống phản kháng từ dân chúng, manh nha nhưng dần rõ nét, mang tính có tổ chức, có thủ lĩnh tinh thần và tổ đồng thuận chống tham nhũng, chống tham quan ở địa phương. Đây có thể là ung nhọt trong mắt chính quyền, và nếu không cắt bỏ, liệu có thể tổ chức thành công theo ý đảng ở cấp cơ sở tại đây?
Liệu chính quyền có thể duy trì bền vững dân chủ khi còn đấy những vườn rau Lộc Hưng, khiếu kiện Thủ Thiêm đang tồn tại tại nhiều địa phương đòi hỏi phải cải cách mạnh mẽ thể chế từ cấp cơ sở đến trung ương? Không chấp nhận một cơ chế đối thoại trong các tình huống xung đột như vậy, quy chế dân chủ cơ sở liệu cần phải tiếp tục hoàn thiện như thế nào? Dịch virus Vũ Hán, sáng ngày 13 tháng 4, thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm và hơn 114.000 người thiệt mạng. Tính đến 6 giờ sáng 13 tháng 4 giờ Việt Nam theo trang worldometers.info, trên thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm và hơn 114.000 người chết vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Vũ Hán gây ra. Bản tin cập nhật lúc 7 giờ 40 sáng ngày 13 tháng 4. Có nhiều ca bệnh nhất thế giới là Mỹ, sau đó lần lượt là các nước Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Mỹ và Anh, hai nước có số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất thế giới trong vòng 24 giờ qua. Chỉ ghi nhận 25 ca nhiễm mới, Hàn Quốc vẫn cảnh giác. Ngày 13 tháng 4, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nước này ghi nhận thêm 25 ca nhiễm và 3 ca tử vong mới, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên 10.537 trường hợp và 217 trường hợp tử vong. Theo hãng tin thông tấn Yonhap, đây là lần thứ 2 kể từ cuối tháng 2 Hàn Quốc có dưới 30 ca nhiễm virus mới. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn cảnh giác cao với những ổ dịch ở nhà thờ và bệnh viện cũng như các ca bệnh đến từ nước ngoài. Hãng Kia Motors đã thông tin đến Nghiệp đoàn Lao động Hàn Quốc về việc công ty muốn tạm ngừng hoạt động của 3 nhà máy trên cả nước vì virus Vũ Hán ảnh hưởng đến xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Mỹ. Theo Reuters, một lãnh đạo của nghiệp đoàn xác nhận thông tin này vào ngày 13 tháng 4. Tuy nhiên, phía nghiệp đoàn chưa đồng ý với kế hoạch vì chưa thảo luận được chuyện tiền lương cho công nhân. Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng nhẹ. Theo hãng tin Reuters, đến ngày 12 tháng 4, Trung Quốc đại lục có thêm 108 ca nhiễm virus corona mới và thêm 2 ca tử vong, trong khi ngày trước đó chỉ có 99 ca nhiễm và không có trường hợp nào tử vong. Riêng tỉnh Hồ Bắc tiếp tục không có ca nhiễm mới. Ngoài ra, trong ngày 12 tháng 4, Trung Quốc ghi nhận 61 ca dương tính nhưng không có triệu chứng. Trung Quốc là nước xuất hiện các ca bệnh virus Vũ Hán đầu tiên trên thế giới nhưng hiện đã kiểm soát thành công dịch bệnh. Tổng số ca nhiễm bệnh của nước này là 82.160 và 3.341 ca tử vong. Đó là theo thông tin của Bộ Y tế Trung Quốc đưa ra, nhưng con số chết và con số bị nhiễm thực sự là một con số phải nói là khủng khiếp, chưa thể xác minh được trong thời gian này. Mexico gần 300 người tử vong và hơn 4.600 ca nhiễm. Ngành Y tế Mexico cho hay trong ngày 12 tháng 4, Mexico có 442 ca nhiễm virus mới và 23 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm được xác nhận của Mexico là 4.661 trường hợp và 296 trường hợp tử vong. Thứ trưởng Y tế Hugo López-Gatell cho biết theo mô hình của chính phủ có thể có nhiều người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng hoặc chưa được chẩn đoán. Số người nhiễm virus trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều với con số thực. Mỹ thêm 25.568 ca nhiễm mới, 1.441 ca tử vong. Trong ngày 12 tháng 4, Mỹ có thêm 25.568 ca nhiễm mới và 1.414 người tử vong mới. Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn nước Mỹ hiện nay là 558.474 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 21.991 người. Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, trả lời phỏng vấn CNN, nhận định các biện pháp giãn cách xã hội tiếp tục có hiệu quả, cho biết Mỹ đã tìm cách hiệu quả hơn để phản ứng với virus trong trường hợp nó xuất hiện lại trong mùa thu này. Ông cũng xác nhận rằng về logic, nếu áp dụng giãn cách xã hội từ tháng 2 thay vì tháng 3, Mỹ có thể bảo vệ nhiều người trước dịch bệnh. Theo BBC, trong ngày 12 tháng 4 có thêm 7
137 người tử vong trong các bệnh viện, nâng tổng số người nhiễm bệnh virus Vũ Hán ở nước này lên 10.612 người. Cùng ngày, Anh có 5.288 ca nhiễm mới và tổng số ca nhiễm virus của Anh hiện là 84.279 trường hợp. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock vừa thừa nhận ngày 12 tháng 3 là một ngày ảm đạm của tương lai virus là không thể đoán định. Bác sĩ David Nabarro, đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tên chương trình Meet the Press của kênh NBC rằng virus Vũ Hán sẽ không biến mất hoàn toàn cho đến khi có vaccine chủng ngừa. Nói cách khác, loài người sẽ bị virus này rình rập trong một thời gian dài. Tây Ban Nha nới lỏng phong tỏa. Số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha trong ngày 12 tháng 4 tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca tử vong là 619 trường hợp và số ca nhiễm mới tăng lên 2,6% so với 3.804 trường hợp. Tổng số ca tử vong ở Tây Ban Nha do dịch virus Vũ Hán là 17.209 và tổng số ca nhiễm virus là 166.831. Với những bằng chứng là lệnh phong tỏa nghiêm ngặt áp dụng từ ngày 14 tháng 3 có hiệu quả, nhiều nhà máy công trình đã chuẩn bị cho việc bắt đầu làm việc trở lại vào thứ Hai 13 tháng 4. Ở Pháp, tính đến rạng sáng ngày 13 tháng 4, dịch virus Vũ Hán đã cướp đi sinh mạng của 14.393 bệnh nhân, tăng 561 ca trong 24 giờ qua. Tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona tại Pháp là 132.591 trường hợp, nhiều thứ 3 của châu Âu, trong đó có 2.937 ca bệnh mới, bên cạnh 27.186 người đã khỏi bệnh và ra viện. Pháp ước tính hàng chục ngàn ca nhiễm virus khác đang phải tự cách ly và điều trị tại nhà. Kể từ khi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát hồi tháng 2 đến nay, Đức lần đầu tiên ghi nhận số người khỏi bệnh nhiều hơn tổng số người còn mắc bệnh. Số liệu thống kê của Viện Dịch tễ Robert Koch AKI cho thấy tổng số bệnh nhân của COVID-19 virus Vũ Hán tính đến đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 4 giờ Việt Nam ở Đức là 127.574 trường hợp, trong đó có 60.300 người khỏi bệnh. Trong ngày, Đức ghi nhận có thêm 140 ca tử vong và nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 3.011 ca. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.